Kính chào quý vị, tôi là Lạc Hà. Mời quý vị cùng chúng tôi trở lại chương trình Tiếng Nói Học Đường của Đài Sài Gòn Television. Hôm nay đặc biệt, bên cạnh chúng tôi có một người khách. Tuy là rất quen biệt với cộng đồng chúng ta, nhưng mà chúng tôi vẫn muốn giới thiệu người khách này một lần nữa, là bởi vì cô đang phụ trách một cái chương trình mà tôi nghĩ rằng nó sẽ rất gọi là có lợi cho cộng đồng chúng ta. Thì Kimmy, đây là cô Kimmy Nguyễn. Kimmy Nguyễn là một người đã từng làm cho cộng đồng. Và bây giờ em có thể giới thiệu sơ qua về Kimmy được không? Cho khán thính giả biết thêm một chút nữa về Kimmy. Kimmy làm công việc xã hội, giúp đỡ rất nhiều người trong cộng đồng của chúng ta. Hôm nay Kimmy sẽ nói về chương trình, một chương trình rất lợi ích cho cộng đồng, là Meals on Wheels. Vâng, cảm ơn em. Thì cái chương trình Meals on Wheels do cô Kimmy phụ trách, nó sẽ có rất nhiều những cái ngõ ngách mà đôi lúc mình nghe ở ngoài, mình nhìn vào thì mình nghĩ Meals on Wheels là gì? Ví dụ như là thức ăn, phải không em? Yeah. Nhưng mà thật ra nó có rất nhiều những cái chương trình nó nằm cạnh bên đó nữa. Vậy thì để cho em giới thiệu cái gì hay là Meals on Wheels là gì? Meals on Wheels là một chương trình cung cấp bữa ăn tại nhà cho những người sống cô độc, không sống với con cái, sống riêng, không nấu ăn được, không có đi đâu được, không lái xe. Ok, vâng, rất là tốt. Là giúp cho những cái người cần cái sự giúp đỡ, họ không lái xe, họ không nấu ăn được, họ ở xa con cái và họ cần phải ăn uống, phải không em? Yeah. Thì bây giờ nếu nói như vậy thì rộng rãi lắm. Vậy thì làm thế nào hay là điều kiện nào có thể giúp cho họ để được hội đủ điều kiện nhận cái sự trợ giúp này? Chương trình Meals on Wheels là những người nào già, tàn tật hay là sống một mình, thì những chương trình đó họ sẽ đem đồ ăn tới mỗi ngày cho mỗi buổi trưa khoảng chừng 10 giờ rưỡi đến 1 giờ rưỡi. Ok. Thì mình phải có mặt ở nhà để nhận để đồ ăn. Nhận đồ, để mở thức ăn. Ok. Thì bây giờ nói thì rất dễ, nói quá dễ. Ok, tôi ở một mình, tôi không nấu ăn được, tôi cần sự giúp đỡ thì quý vị đem thức ăn tới cho chúng tôi. Right. Dạ, đúng. Nhưng mà cái giấy tờ nó không phải như vậy, phải không em? Em phải nạp đơn, em phải xin như thế nào, rồi phải có người tới như thế nào đó. Thì cái điều kiện làm thế nào để được cái tên mình nằm trong cái danh sách đó trước khi mình nhận thức ăn? Nếu mà mình thấy mình đủ điều kiện thì mình có thể gọi Meals on Wheels 817-336-0912, hay là mình nộp đơn trên mạng. Okay. Là mealsonwheels.org. Như vậy trước khi mình được thực sự nhận thức ăn thì mình phải nạp đơn. Dạ đúng. Tất cả mọi trường là không ai mà có thể thoát qua khỏi cái hoàn cảnh đó, phải không? Tất nhiên là phải nạp đơn. Thì nạp đơn là có hai cách, theo như Kim mới nói là mình gọi số điện thoại 817-336-0912. Dạ. Hoặc là mình nạp đơn online. Nhưng mà nói cái chuyện online hay là gọi điện thoại là nói về cái người địa phương, người Mỹ thôi. Chứ người Việt Nam mình mấy cụ đôi lúc là không biết tiếng Anh. Có thể là đương nhiên là nhờ con cái, phải không em? Dạ, dạ. Thì nhất là cái online là đâu mấy bà mà, ít mấy bà có thể làm được lắm. Dạ. Vậy thì trong trường hợp tôi là ví dụ, hỏi Kimmy một câu. Ví dụ như có một cái bà đó, bà cần làm như vậy, mà bây giờ bà không biết làm thế nào, không có ai giúp đỡ cả, con cái cũng có, từ cổ vô thân. Thì bây giờ trong trường hợp đó họ có thể gọi cho Kimmy, nói cô Kimmy, bữa trước tôi nghe cô nói trên đài là như vậy, cô có thể giúp tôi được không? Em có giúp được không? Nếu mà một người gọi Kimmy thì Kimmy sẽ bỏ tên tuổi vô hồ sơ của okay. Meals on Wheels. Rồi. Rồi Kimmy sẽ đi tới thăm viếng người ta. Rồi. Coi thử họ sống như thế nào, họ đủ điều kiện hay không, rồi họ phải ký giấy tờ để ghi danh vào chương trình Meals on Wheels. Như vậy chứng tỏ rằng là nếu như một người Việt Nam, các người gọi là lớn tuổi của người Việt Nam mình cũng có thể bằng vào nhờ sự giúp đỡ của Kimmy để nạp đơn, có phải không em? Dạ đúng rồi. Là bởi vì khi gọi đồng xoài này mà nếu như mà trong đó mà nói là press number 1 thì để được cái gì, press number 2 ngang đó là mấy bà cúp liền, đâu còn hiểu được để mà press cái này press cái kia. Cho nên vấn đề chính là họ cần một cái người rành về trường này để giúp đỡ. Đó là cái lý do mà cô đưa em lên cái chương trình này. Chứ nếu như mà cứ gọi khác như vậy mấy bà nữa chừng là bỏ hết.
Dạ đúng rồi. Mà em biết Việt Nam mình còn một trường hợp nữa. Ví dụ như bây giờ có cái bà đó cần một người để giúp đỡ, làm một cái đơn này nó ít nhất phải 15-20 phút. Dạ. Nhờ một người nào tới đó, đôi lúc là còn phải trả tiền 5-3 đồng nữa. Em biết không? Dạ. Cho nên thực sự nếu người nào cần sự giúp đỡ, phải nói là cần, thì Kim My mới ra tay giúp đỡ. Dạ. Và điều đó có thể xảy ra phải không em? Dạ, Kim My sẵn sàng giúp cho những người mà cần sự giúp đỡ. Gọi đến thì Kim My sẽ đi tới thăm viếng. Hồi xưa mình kể lại chuyện xưa chút. Dạ. Lúc đó là Kim My cũng có nói với cô, là hỏi thăm cô là bà cụ nhà cô đến 90 mấy tuổi rồi, có cần meals on wheels không? Em rất là tốt, em hỏi cô như vậy. Thì thật tình lúc đó cô ngây thơ, cô trả lời nếu như meals on wheels mà đem đồ ăn tới, mà đồ ăn Mỹ, thì mẹ chồng cô không ăn được, thì thôi không cần nữa. Cho nên cô trả lời cách dứt khoát, no thanks. Nhưng mà không ngờ sau đó có những cái chương trình nó nằm ẩn dưới cái meals on wheels. Yeah. Mà đôi lúc tôi nghĩ là không cần, nhưng mà thật ra sẽ cần. Thì chúng tôi sẽ nói về những điều đó sau này. Yeah. Bây giờ mình tiếp tục chương trình nha. Yeah. Bây giờ cô còn nhiều câu hỏi nữa nè. Bây giờ giao thức ăn, bây giờ mình đặt trường hợp là một người đó, họ đã đầy đủ điều kiện rồi, họ có hồi đủ điều kiện, đã được approve rồi, và bây giờ họ sẵn sàng nhờ chờ thức ăn. Thì bây giờ em lặp lại một lần nữa, giao thức ăn cho họ vào lúc nào? Mỗi ngày là có một người thị nguyện viên, thiện nguyện viên là họ giao đồ ăn mỗi ngày khoảng chừng 10 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi. Okay. Mình có mặt ở nhà để mình lãnh đồ ăn. Ok, thì họ giao thức ăn tới nhà, mình phải mở cửa cho họ chứ. Dạ. Để nhận thức ăn. Rồi thì những nói hỏi cái này một chút, những cái chén gì đồ mà họ giao thức ăn tới, họ giao thế nào, mình có phải trả lại không? họ giao đồ ăn ở trong một cái hộp nhỏ nhỏ. Ok, bằng có ba phần. Dạ. Ok. Ăn rồi mình vứt bỏ để không có dở. Okay. Rất là tiện. Yes, ok. Dạ. Như vậy là tốt. Vậy thì bây giờ cái câu hỏi hơi có vẻ đặc biệt chút. Có thức ăn Việt Nam không? Thỉnh thoảng thì họ có thức ăn giống như là thịt gà hay là đồ xào. Ok. Có thỉnh thoảng chứ không có thức ăn all the time. All the time. Dạ. Okay. Yeah. Rồi thì khi em tới em làm giấy tờ cho họ, có bao giờ em hỏi họ rằng ok, bây giờ những thức ăn nào là có thể hợp với bà hay là với ông? Rồi thì mình có thể có một cái, mình có quyền đề nghị với cái nutrition agent đó, hay cái người mà lo về vấn đề thức ăn đó, mà ở cái bây giờ cái người này này, họ có những cái đặc điểm, họ có những cái bệnh như vậy, thì họ có thể ăn được những cái thức ăn này mà thôi. Mình có thể làm được vậy không em? Ở Meals on Wheels họ cung cấp cho mình một cái menu. Okay. Để mình chọn những thức ăn trong đó. I see. Okay. Hay là những thức uống gì mình thích. Okay. Trong đó nó cũng có. À, yeah. Vậy là quá tốt. Tất nhiên là đúng rồi, nếu vậy có nghĩa là mình có một cái menu, mình chọn thức ăn cho mình, cũng giống như vô bệnh viện mà mình bệnh vậy, phải không? Yeah. Họ cho cái menu rồi mình chọn, rồi thì họ sẽ theo những thức ăn đó họ đưa tới cho mình. Rất là tốt. Mà thường thường cái menu đó là nó cho 6 tháng đó cô. À. Một năm nó thay đổi menu 2 lần. I see. Dạ vâng, như vậy là cần quá tiền được. Yeah. Nhưng mà ăn cũng hơi nhàm chán. Yeah. Nhưng mà nếu mà họ không muốn ăn 5 ngày thì họ ăn thí dụ thứ 2, thứ 4, thứ 6 cũng được. Okay. Hay là muốn ăn 3 ngày, 2 ngày gì tùy theo người ta muốn. Tùy theo cái sự những nhu cầu của mình. Yeah. Có phải nghe? Vậy là tốt. Bây giờ cái câu hỏi này hơi có vẻ private một chút. Khi mà mình nhận thức ăn như vậy, mình có phải trả tiền không em? Meals on Wheels thì không đòi hỏi mình trả tiền gì hết. Okay. Nhưng mà mình có thể mình donate cho người ta bao nhiêu tùy theo mình có khả năng của mình. Dạ vâng. Donate 5 đồng, 10 đồng, bất cứ bao nhiêu cũng được. Okay. Xem như mình đi ăn tiệm mà bây giờ mình không có phải lái xe, phải không? Thì bây giờ mình cũng được, cũng phải là hay. Có nghĩa là quý vị vẫn được nhận thức ăn miễn phí. Trên nguyên tắc là miễn phí, phải không? Dạ, miễn nhưng phí. Mà người ta kêu gọi donation, cái sự trợ giúp bằng tiền mặt. Có thể là họ người ta tới. Vậy xin một câu hỏi nữa. Vậy thì khi mà mình donate như vậy thì mình đưa cho ai? Đưa cho cái người mà đưa thức ăn tới hay là đưa cho cái agency? Ok, khi họ sẽ đưa cho mình một cái bao thư nhỏ nhỏ để donate. Okay. Còn không thì nhiều người con cái người ta thì họ cho online cũng được. Vậy là tốt. Ok. Gọi vô donate cũng được. Vậy đó. Tức là thay vì con cái nấu thức ăn cho mẹ, bây giờ có người đem tới rồi thì con cái lấy cái tiền đó donate trong này cũng là hay. Để mình keep cái ngọn lửa nó sáng hoài, nó chạy hoài. Chứ nếu không một lúc nào họ hết tiền
thì là coi như là cái wheel đó nó phải stop lại, phải không nghe? Cái chương trình rất là hấp dẫn và tôi nghĩ rằng là nó sẽ rất giúp ích cho quý vị lớn tuổi cao niên của chúng ta, những cái người thực sự cần cái chương trình này. Chúng tôi xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 và sẽ còn những cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng nó rất là hấp dẫn. Kính cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại.